cho mấy từ chiều cho một tỷ bảy với khe ơi đã vậy hả? Dạ, rất nhiều. Quan trọng là anh phải giữ sức khỏe nha. Ok, không có là được. Dạ, chụp tắm nha, tắm hình rồi. Bây giờ đặt cái đập trường tắm đi. Ai nãy luôn. Luôn, dạ. Dạ, thật sự là không bao giờ một chữ là cuộc đời mình gặp được người thương hay đang được những nghệ sĩ nổi tiếng chưa bao giờ nghĩ coi một sức mạnh trong phòng có khi không ai khó khăn có ra ra ngoài đường thì mình theo dõi giữa một chữ rồi đó bây giờ mặc dù mình bình thường mình cũng chưa coi cái chuyện lớn rất ngưỡng mộ các bạn và đặc biệt là thêm một cái nhân vật nữa nha em với chị á sẽ làm MC trong cái chương trình đấu giá xe cho anh hoặc là chương trình cần cái gì đấu giá còn riêng ông này anh để em ví dụ như nói là trong chương trình đó có Đoàn Trường đến hát từ thiện là hai bài là em kêu liền Trường cũng là thiện nguyện dữ lắm lấy án mai mốt là đủ đủ nha mai mốt phải có một cái chương trình nào đó cho bà con vùng sâu vùng xa đi ví dụ như là mèo vạc á họ nghèo quá trên đỉnh núi á mà các bạn nghe luôn mà đến và diễn mấy vở hài với Trường hát mấy bài thì có hay họ nhớ các bạn mãi luôn nha. Mà chính quyền của nó họ chỉ mong như thế này để mình sắp xếp nha cố gắng để cố gắng làm sao phải báo trước để các bạn mình cái đó cũng là dạ.